Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác, đây là một chiếc máy xay khô mini đang do bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Thì ở trên thị trường rất nhiều bên bán cái máy này, cái dòng rẻ rẻ vài trăm ngàn, thì bên em bán con này với giá là 999.000 bao ship tận nhà các bác nhé. Và con này thì em giới thiệu luôn và chạy test luôn. Con này của các bác có thể yên tâm là chúng ta có thể xay rất là tốt với các dòng khô như là ngô, đỗ, lạc, các thứ để chúng ta xay hỗn hợp cho các cần thủ đi câu cá rất là tuyệt vời. Hoặc là quý vị và các bạn mà chúng ta muốn xay gia đình, xay các hạt ngũ cốc ấy, để uống nước, con này cũng rất là ok nhá. Vì nó chạy là dòng tua lớn, chạy thủ thang, cho nên nó sẽ không chạy đâu dài, chúng ta sẽ xay ít thôi. Hôm nay thì em có chuẩn bị một chút đỗ tương. Đó, em làm mồi câu cá bằng đỗ tương nhá, đỗ tương và gạo dai. Thì hôm nay em này test luôn bằng bọn bằng chiếc máy này, nghiền cho bác xem nó mịn như nào nhá. Đó, vì nó chuẩn bị mồi đỗ tương này để em câu đơn đà đỗ tương này. Rồi là chúng ta sẽ cho ít ngô rang này, đổ hết rồi nhé. Đó, nó khá là gần là đầy lồi các bác nhé. Sau xay xong em sẽ cho các bác xem kết quả nhé. Thì cái mồi này em chia sẻ với các bác luôn là đánh đơn đài chúng ta sử dụng đỗ tương rất là hay. Nó sẽ phối trộn thêm các cái nguyên liệu khác như là ngô hay là thính để chúng ta cho mồi thơm hơn, cực kỳ hay. Các bác vặn chặt giúp em này nhé. Thì vặn mà không chặt thì xay khi tí đã xay nó sẽ khe ra bụi ra. Con này nó siêu mịn đập kinh khủng khiếp luôn. Đó, bật công tắc. Chúng ta sẽ có cái núm đây nhé. Bật lên. Thì xay tầm giúp em 20 giây 30 giây nhé, nó nghỉ nó kiểm tra xem nó đã đạt chưa. Đấy, nó khá nóng, chờ một xíu để tránh nhám bụi nhé. Thì cái này nó đập trong này tốc độ cao nó nóng, các bác mà xay cắm viên chúng ta chỉ xay qua thôi, nếu mà xay nhiều quá nó sẽ không tốt nhé. Xay cắm viên nhiều quá nó nóng, sinh nhiệt mất mùi thì câu cá không hiệu quả. Con này thì các cần thủ mua về xay mini cực kỳ hay, tắt điện cho an toàn. Wow, đầy quá. Vì em xay nó nhiều, xay nó quá nhiều thành ra khi xong nó sẽ đầy. Đó, em sẽ đổ ra các bác xem nhé. Chiếc máy mini xay khô cực kỳ hiệu quả, rất là đầy luôn, không phải khá đầy đâu, đầy ư cả cái nồi luôn. Rồi, ok đấy các bác, em kiểm tra rồi, sờ thì nó khá là mịn rồi. Nếu mà chúng ta muốn siêu mịn thì các bác cho khoảng chừng một lửa chỗ này vào nghiền nhé. Đây là em nghiền câu cá đây, là thế này là quá là tuyệt vời rồi. Câu cá sau mồi cá các em sẽ sử dụng cái máy này để nghiền này, từ cảm cá này, cảm cá 12 ly cho đây nghiền được hết các bác nhé. Các bác cho lửa lồi giúp em thôi, đừng cho đầy như em vừa xong. Đó, chúng ta xay cám cá, chúng ta cho vào, chúng ta lắc lư một chút như vậy, và cho ngô rang hay là đậu lạc cái thứ cho đầy chơi hết nhé. Bên em bán có cả dao sơ cua, mình có thể hoàn toàn yên tâm. Và em bán con này chuẩn giá 999.000, miễn phí vận chuyển về tận nhà các bác luôn, bảo hành 3 tháng. Con này thì nói chung là các bác lưu ý giúp em là chúng ta nghiền chúng ta phải nghe thôi, vì tốc độ nó rất là lớn nên chúng ta sẽ không thể nào nghiền nhiều, nghiền liên tục mấy chục cân được. Nhưng mà độ khoảng 2-3 cân chúng ta nghiền câu câu đi chơi chắc chắn là rất là ok. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn xem hết video bên em.